trẻ con trên giường nhảy lon ton, một bé ngã lăn và đập vào đầu. Mẹ gọi bác sĩ cho và bác sĩ là bé con trên giường không được nhảy lon ton. Bốn bé trẻ con trên giường nhảy lon ton, một bé ngã lăn và đập vào đầu. Mẹ gọi bác sĩ cho và bác sĩ là bé con trên giường không được nhảy lon ton. Ba bé trẻ con trên giường nhảy lon ton, một bé ngã lăn và đập vào đầu. Mẹ gọi bác sĩ cho và bác sĩ là bé con trên giường không được nhảy lon ton. Hai bé trẻ con trên giường nhảy lon ton, một bé ngã lăn và đập vào đầu. Mẹ gọi bác sĩ cho và bác sĩ là bé con trên giường không được nhảy lon ton. Một bé trẻ con trên giường nhảy lon ton, làm bé ngã lăn và đập vào đầu. Mẹ gọi bác sĩ cho và bác sĩ là bé con trên giường không được nhảy lon ton.